Hi, chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với kênh YouTube của Đoàn Trường nhá. Thì ngày hôm nay chạy chó Đoàn Trường lại tiếp tục lên cho anh em đây, quay cho anh em một cái clip tròn những bé corgi đẹp chất lượng để mang về mình nuôi làm bé cưng ở trong gia đình nhá. Thì trên tay của Trường đây đang là một bé corgi màu vàng trắng rất là đẹp đấy, với cái khuôn mặt này anh em nhìn này. Đó, khuôn mặt rất là hổ, rất là đẹp luôn, kẻ mặt rất là hổ báo cáo trồn đấy. Thì anh em muốn sở hữu một bé này thì cứ liên hệ qua Zalo nhá. Mình giới thiệu sơ qua, đây là một bé corgi màu vàng giới tính cái đấy, là 2 tháng tuổi nhá. Mình đã tiêm phòng vaccine 2 mũi rồi, tẩy giun 3 lần. Thì với cái chu kỳ vaccine và tẩy giun như thế thì con chó mình rất là khỏe mạnh đó. Thì đây là một bé cái rất là bù bầm, rất là đẹp luôn. Anh em nào mà muốn sở hữu thì có thể liên hệ qua Zalo cũng như là Facebook của mình cũng được. Mình sẽ tư vấn và chọn cho anh em một bé corgi đẹp chất lượng. Đấy, thứ theo là một bé đực. Đây là một bé corgi đực. Bé corgi đực tai cụp nha, bé này tai nó còn chưa lên luôn cả nhà. Đấy, về cái đồ mập mạp nên là bé còn tai nó chưa lên tai. Đấy, mình sẽ nẹp tai cho bé lên như này. Đấy, anh em thấy không, corgi thì bé này chừng tai như này mới đẹp nhá. Thì muốn sở hữu một bé này thì anh em cứ liên hệ qua Zalo nhá. Còn bé này thì cũng là bé đực cùng đàn với bé cái kia và đã tiêm mũi 2 mũi vaccine, tẩy giun 3 lần cho anh em rồi. Thì cứ mạnh dạn liên hệ qua Zalo mà mình cứ đón ngay một bé thôi anh em ạ. Đấy, anh em xem này, chất lông này rất là đẹp đúng không ạ, mặt này đó, mê không em. Đấy, thì trên đây là có tổng cộng 5 bé corgi lông ngắn nhá. Đây là corgi lông ngắn. Thì anh em nào mà muốn sở hữu một bé thì cứ liên hệ qua Zalo tiếp nha anh em. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Nếu anh em thấy hay thì nhớ thả em mình một like và một đăng ký, và muốn đón một bé cún thì liên hệ qua Zalo cho Trường nhá. Cảm ơn anh em. Giờ liệt cái tên không đẹp. Đấy thì mình sẵn đây mình quay cái clip này giới thiệu cho cả nhà luôn, có 3 bé đực, 2 bé cái rất là mùm mỉm, rất là đẹp luôn. Corgi như thế này gọi là tiêu chuẩn đẹp VIP Pro luôn cả nhà. Sở hữu một bé thế này thì đúng trong nhà của các bạn đúng là quá tuyệt vời, quá sang, quá là phong thủy luôn. Mê không cả nhà? Hello, chào toàn thể anh em nhá. Thì ngày hôm nay mình lại quay một cái clip về ba bé corgi của nhà mình đây. Thì trên đây là có 2 bé đực và 1 bé cái. Bé tay cụp ở bên cánh tay phải trái của mình đây là một bé đực nhá. Tiếp theo bên này là bé cái này cả nhà ơi, màu vàng rất là đẹp luôn, lông ngắn nhá. Tiếp theo bên này là một bé đực nữa nè, chân lùn to, tai to, mặt đẹp, ơi ơi trời ơi luôn. Anh em nào mà muốn sở hữu một bé corgi đẹp như thế này thì có thể liên hệ qua cho Trường nhá. Trường sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em nhiệt tình luôn. Cảm ơn anh em nhá.